tay các bạn. Giờ mình chờ một vài phút nha, nếu các bạn nào nghe được cái live này đó thì các bạn có thể mời những người bạn khác vào để nghe cái đề tài làm sao để cho mình bớt những cái lằn nhăn và giữ được cái trẻ cái làn da không có nếp nhăn và trẻ lâu. Mời các bạn vài phút nữa mình bắt đầu ha, về cái đề tài này và mình có thể làm gì được để mình đỡ bị những cái lớp nhăn đó. Thì mời các bạn các bạn vào mà nghe nha. Ok, thôi mình bắt đầu đi nha. Tại sao chúng ta già, tại sao càng lớn tuổi chúng ta càng bị những cái lớp nhăn nơi mặt và bắt đầu chảy xệ và mình bắt đầu có những cái lằn nhăn xung quanh mắt, mắt bắt đầu xệ và má xệ xuống, thì mình có thể làm cái gì để mà chống lại cái đó. Và trước hết mình có hiểu tại sao mình bị già, tại sao da mình nó bị xuống cấp, nhất là sau 25 tuổi đã bắt đầu rồi, nhưng mà sau 30 tuổi thì bắt đầu nó xuống cấp rất là nhiều. Đó là cái sự thay đổi trong cái nội bì, tức là da mình nó có phần ngoại bì và có phần nội bì, thì cái thay đổi về lão hóa đó, là nó ảnh hưởng đến cái phần nội bì. Cái độ thứ nhất là cái độ co giãn của da mình, cái đó là cái chất nó kêu là elastin, tức là cái độ co giãn. Như là một đứa bé mà mình có thể bố má nó thì thấy da nó rất là căng, nhưng mà khi mà lớn tuổi lên mình kéo thì da nó chảy xệ rất là mềm, nó không có được căng như lúc trẻ. Và cái thứ hai là cái thay đổi của nội bì mình đó, là da mình nó sẽ mỏng hơn và nó khô hơn, tại vì mất cái độ đàn hồi, tức là collagen. Và những cái nếp nhăn nó sẽ sâu hơn và sẽ có nhiều hơn. Và khi mà mình teo đàn hồi rồi thì cơ thịt cũng bắt đầu yếu đi và nhỏ lại, và mỡ trên da mình tan đi thì nó mặt mình nó bắt đầu nó tóp vô, nó bứt mấy cái làn nhăn đó và mất sự đầy đặn của làn da. Thì lúc mà những người trẻ tuổi thì da rất là bù bẩm, nhưng mà lớn tuổi thì bắt đầu bị hót vô và bắt đầu những cái nếp nhăn đó nó bắt đầu dậy ra. Và mình có thể bị chảy xệ cái da mình khi mình thiếu uống nước, hay là mình trục cân, hay là cái độ ẩm của da mình nó càng ngày nó càng xuống. Và lẽ nhiên nếu mình ở ngoài trời nhiều mà mình đi chỗ mà có nhiều gió thì da mình cũng bị khô và cũng giúp mình bị nhăn rất là nhiều. Thì mình làm cái gì? Thứ nhất là những cái gì trong nội bên trong là mình phải lo trước, tức là mình thiếu nước thì mình phải uống đầy đủ nước, một ngày 2 lít. Nếu mà mình dinh dưỡng của mình, da mình là cấu tạo từ những chất đạm, thì nếu mà mình ăn thiếu dinh dưỡng thì da mình cũng bị ảnh hưởng. Nhất là những cái thứ vitamin như là vitamin E, vitamin C, vitamin A, những cái loại vitamin đó nó giúp cái làn da mình nó phục hồi và nó giúp cho mình sửa đổi rất là nhiều cái vấn đề trong da, và nó chống lại oxy hóa của môi trường và những cái hóa học mà mình thường gặp phải. Thì những cái đó là những cái mình cần có ở trong con người mình trước. Rồi cái ảnh hưởng thứ hai là khi mà mình thiếu ngủ thì dĩ nhiên là mình sẽ bị ảnh hưởng làn da. Các bạn có bao giờ thấy những người mà họ làm đêm, cả đêm họ thức khuya, ngày hôm sau là cái da họ đã sậm lại và mắt họ có những cái vết quầng và bắt đầu bị những cái nếp đen và quầng và xệ và phồng nơi mắt. Thì dĩ nhiên đó là cái ảnh hưởng của thức khuya. Tại vì từ 1 giờ tới 3 giờ sáng là cái thời điểm mà cái da mình nó sửa đổi, cái da mình nó đi nó thấy cái gì nó hư thì nó sẽ thay đổi cái đó. Thì nếu mà mình không có ngủ lúc đó, nó đòi hỏi là mình phải ngủ say,
lúc mà mình không có ngủ say thư giãn từ điểm từ 1 tới 3 giờ sáng thì cơ thể mình nó không có sửa đổi cái da mình được. Và nếu mà cái đó xảy ra ngày này qua ngày khác thì nó sẽ ảnh hưởng cái lớp da mình một cách rất là tiêu cực, và nó sẽ làm cho da mình bị sệ, vì mình sẽ xuống cấp rất là nhiều và da mình sẽ nhiên là phải sậm lại. Thì thứ nhất là nước, thứ hai là giấc ngủ, thứ ba là dinh dưỡng, những cái thứ dinh dưỡng mình cần ăn giống như mình nói hồi nãy. Rồi cái thứ tư là những cái gì mình làm từ bên ngoài để mình bảo vệ cái làn da của mình, để nó đừng có bị, để cho nó đừng có bị nhăn và đừng có bị khô. Cái đó là quan trọng. Giống mày nói là nếu mà da mình thiếu độ nước thì nó sẽ nhăn, và nếu mà da mình nó bị khô thì nó cũng làm bị nhăn, và nó làm cho mình da mình sẽ không được láng, không được bóng, thì nó ảnh hưởng cái làn da của mình rất là nhiều. Thì mình phải dùng những cái chất, những cái moisturizer để mà giữ cái độ ẩm trong da mình. Mình cũng phải dùng những cái thứ như là toner, cái da mình. Thì trước hết mình cũng phải hiểu là khi mình chăm sóc cái da mình nó có bao nhiêu bước. Cái bước đầu tiên là lúc nào cũng phải lột những cái lớp da chết đi, là tẩy tế bào chết đó. Thì mấy hôm nay là mình cũng có nói chuyện về cái máy Lumi Spa. Cái đó nó giúp mình làm chuyện đó rất là tốt, là nó tẩy những tế bào chết và sạch lỗ chân lông để chân lông mình nó thở được. Và sau đó cái bước thứ hai mà mình chưa có nói, sau khi mình dùng cái Lumi Spa rồi thì mình dùng cái gì? Thì thường thường mình có thể dùng một, khi mà mình rửa sạch hết những cái dầu nơi da mình rửa sạch hết chất bẩn da mình, thì cái da mình cái độ axit nó thay đổi, cái da mình nó hơi axit một tí xíu. Thì khi mà mình đẩy hết dầu ra da mình ra và đẩy hết chất bẩn thì da mình nó không còn axit nữa mà nó trở thành alkaline, tức là kiềm. Thì cái da mình alkaline đó thì nó sẽ bị khô. Thì các bạn bây giờ xài xà phòng tắm người mà rửa mặt không? Nếu mà bạn đã làm chuyện đó thì bạn sẽ có cái cảm giác là da mình nó thấy nó căng và nó ngứa và nó khó chịu lắm. Tại vì cái pH hay là cái độ axit của da mình nó sai. Thì mình phải dùng một cái gì? Mình dùng cái toner, đó là nước hoa hồng. Cái loại toner thì nó có cái axit trong đó tí xíu và nó giúp cái da mình trở lại cái pH bình thường, tức là hơi axit, là axit là 5, là 5.5. Thì sau đó những cái sản phẩm khác bạn vừa xài thì nó mới thấm vô được. Chứ nếu mà cái da mình cái pH nó sai đó, nó alkaline như là 7 hay 8 đó, thì khi bạn dùng tất cứ những cái sản phẩm nào sau đó, serum hay là moisturizer, nó sẽ không có thấm vào trong da mình và sẽ không giữ độ ẩm cho da mình được. Thì cái bước thứ hai là lúc nào cũng phải dùng toner hay là nước hoa hồng. Rồi bước thứ ba mới là mình dùng những cái serum điều trị. Da mình khô thì mình dùng những cái serum để giúp mình có độ ẩm. Nếu mà da mình đang bị nám thì mình dùng những cái serum để mà làm da mình trắng hơn. Nếu mà da mình đang bị lão hóa thì mình dùng những cái sản phẩm để mà giúp cái da mình tăng cái độ collagen, tức là độ đàn hồi, hoặc là tăng độ elastin, tức là độ co giãn của da mình. Thì và bước chót là moisturizer để mà giữ tất cả những cái chất bổ mình đã bỏ lên da mình nó nằm lên da chứ nó bốc ra ngoài không không khí. Thì ở công ty mình á, có những cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Như mình rất là bận, mình không có nhiều thời gian, thì làm sao mà mình giữ cái làn da mình cho tốt thì mà không có dùng nhiều thời gian, phải không? Người ta hay quên cái step thứ hai, tức là sau khi họ rửa mặt xong xuôi rồi là họ bỏ cái step dùng toner, tức là nước hoa hồng, và họ đi thẳng vào dùng cái serum hoặc là moisturizer. Cái đó nó không có, nó gọi là phí tiền đó. Tại vì khi mà mình đã rửa hết cái axit ra rồi, như mình nói hồi nãy, mà mình không có bỏ toner lại thì mấy cái serum, mấy cái moisturizer nó sẽ không có làm việc được, tại vì cái pH nó sai. Thì cái step 1, step 2 là hai cái step mà step 2 là hay quên. Mình cũng vậy. Thành ra bây giờ sản phẩm nó cũng có những cái, như công ty mình có những cái sản phẩm nó vừa vừa cleanser mà nó vừa là toner. Thì nó cái product nó kêu là cleanse and tone. Thì cái chai nó giống như vậy. Thì cái sản phẩm này không những là nó rửa sạch làn da mình và nó vừa tone cho da mình luôn trong một bước. Thì cái đó là một cái sản phẩm tuyệt vời. Mình thường thường mình xài cái sản phẩm này buổi sáng, tại mình buổi sáng là mình ít thời gian nhất, thì mình dùng cái này để mà vừa rửa sạch mà vừa tone cái da mình. Và sau đó mình vô cái phần điều trị liền. Mà cái phần điều trị mình thấy là rất là tuyệt vời á, là cái sản phẩm mà nó chống lại được lão hóa mà có 102, đó là cái sản phẩm TRU FACE Ultra Essence.
Thì trong cái sản phẩm này đó, nó có cái chất, nó kêu là ethylsin. Cái chất ethylsin đó là cái chất duy nhất trên thế giới này mà bác sĩ Pugliese, ổng là thầy giáo của các người bác sĩ về về da liễu đó, ổng viết cuốn sách về cái phần elastin, tức là độ co giãn của da. Thường thường sau 25 tuổi thì độ co giãn của da mình nó xuống. Thì mấy người trẻ như là 18 cho tới 25 tuổi thì cái độ co giãn của họ cỡ 15% cho tới 16%. Nhưng mà khi mình sau 25 tuổi đó, cơ thể mình nó tiết ra những cái chất mà nó, khi mà cái chất này nó kêu là DHT, dihydrotestosterone, khi mà cái chất này nó bám vào trong cái tế bào da ở trong nội bì đó, thì nó tắt cái nguồn máy làm elastin, tức là cơ thể mình nó không có làm cái ra cái độ co giãn nữa. Thế nên sau khi 25 tuổi thường thường là mình thấy là da mình bắt đầu nó thay đổi, nó bắt đầu nó xuống cấp, mà nó bắt đầu nó, cái độ co giãn của nó không giống là đứa bé mà mình kéo da lên vậy nó rớt xuống liền. Còn bây giờ lớn tuổi mình kéo lên nhiều khi nó nằm như vậy, nó không có xuống lẹ, tại vì cái độ co giãn hết, giống như cao su cũ vậy đó. Cao su mới thì kéo ra nó rút vào lại liền, còn sẽ kéo, nếu mà cao su cũ nó mới kéo ra nó giãn vậy luôn, nó không có trở lại nữa. Cái đó là nó kêu là elasticity, hay là cái độ co giãn. Thì hồi trước bây giờ không có một cái chất gì, hay là chất không, ngay cả văn phòng mình có laser cũng không có làm người ta tăng cái độ elastin được. Tại vì cái vấn đề là cái hormone của cơ thể mình nó không cho phép làm chuyện đó. Thì cái chất ethylsin mà mình nói nãy giờ là một cái chất duy nhất mà nó được khám phá ra đó, và đang thí nghiệm ở UCLA bao nhiêu năm nay đó, là một cái chất rất là tuyệt vời. Cái lý do là ethylsin khi mà nó, mình bôi ngoài da, ngoại bì, nó thấm qua cái lớp ngoại bì, nó vô nội bì luôn. Khi mà vô được trong nội bì 100% rồi đó, thì cái chất này nó cản trở cái chất hormone DHT, tức là dihydrotestosterone, để cho cái đó đừng có tắt cái nguồn máy làm elastin. Thì khi mình dùng cái này thì cái tế bào da trong nội bì mình nó bắt đầu làm elastin trở lại, nó làm cái độ co giãn trở lại. Và trường đại học UCLA đã chứng minh chuyện đó. Họ lấy những người từ 18 cho tới 25 tuổi, họ đo elastin hồi nãy mình nói là cỡ 15-16%. Và sau khi họ và cái nhóm mà được thí nghiệm là từ 40 tuổi cho tới 77 tuổi thì độ elastin trong cơ thể họ, trên trần da họ chỉ có 7% thôi. Mà khi họ dùng cái sản phẩm này chỉ có một lần buổi sáng, một lần buổi tối, sau 90 ngày thì khi mà họ cấy tế bào mà coi cái độ elastin trong da họ thì nó lên 16, 17, 18, có nhiều người lên 21%. Tức là có thể trở lại cái độ co giãn của một người từ 18 tới 25 tuổi nếu mình xài đều đặn buổi sáng và buổi tối 90 ngày. Đó là theo thí nghiệm. Còn thí dụ, bạn xài ít hơn thì những cái ảnh hưởng nó sẽ ít hơn. Và cái chất này á, nó khi mà bôi lên nó rất là hơi nhờn nhờn tí xíu. Mà cái bước này mình dùng sau khi mình dùng cái cleanser và cái toning. Đấy, mình phải clean da mình trước, mình phải tone da mình để chuẩn bị. Thì cái chất này nó thấm vô rất là tuyệt vời. Thì đó là gọi là đối với mình buổi sáng á, là bước 1, bước 2 rất là đơn giản. Buổi sáng mình rửa sạch da và tone da trong một bước, và mình dùng cái ethylsin lên, và mình dùng sau đó là cái moisturizer với lại sunscreen, tức là mình bóp ánh sáng mặt trời. Đó là cái sản phẩm mà mình có, mình có thể dài rất là đơn giản buổi sáng, mà nó có cái ảnh hưởng rất là tuyệt vời lên làn da mình, tại vì nó đã có thể thay đổi và chuyển cái độ elastin ở trong da mình từ 40-77 tuổi có 7% trở thành 16-17-18, cái có thể 21%, giống như một người trẻ tuổi từ 18-25. Đó là gọi là có 102. Và ethylsin này mình ở ngoài tìm rất là khó, tại vì cái người họ biến chế ra được cái ethylsin này để mình sử dụng, họ chỉ có license cái này tới một số rất là nhỏ những cái công ty, và trong những công ty thì chúng ta có được cái sản phẩm này. Thì các bạn nào muốn thử cái sản phẩm này thì nói chuyện với những người nào mà đã chia sẻ cái video này cho bạn, hoặc là liên lạc với mình, private message mình cũng được, để mình có thể cho mình thêm cái thông tin về cái sản phẩm này. Ok, so mình chúc các bạn giữ được cái sự trẻ đẹp của mình, làn da đẹp mình với những cái sản phẩm bây giờ khoa học đã cho mình có. Thì có gì có câu hỏi thì các bạn thì có thể private message me. Ok, bye.